quá đẹp, xuất sắc, trên xuất xuất sắc, quá là đẹp, quá là cháy. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì quần que vậy? Ơ cái gì vậy? Ơ là sao? Là sao? Tôi đang ở thế giới nào vậy? Tôi mới vô mà. Ơ kìa. Chủ nhà này có quẻ là cho. Ủa cái gì vậy? Thấy một cái con đường đi xa dữ. Không biết mình đã vô trúng cái ngôi nhà đây, mới bấm nhầm vô chơi chơi thôi mà. Bên này nó xa lắm các bạn. Ui, con đường gì đây? Lên đây xong rồi qua đây. Ui, nó xa lắm các bạn. Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bạn của tôi. Thì hiện tại mình thấy một cái phao nó rất chi là dài luôn mọi người. Ai, không biết có gì ở trên đấy. Bây giờ thì mình sẽ lên nha bạn. Thì trước khi mình lên thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nếu thấy video này hay nhá. Còn bây giờ thì đỡ coi nữa, ở trên này nó có cái gì đây. Ui xe lắm nha. Ui chín. Ủa lên rồi. Ủa nhanh thế nhở. Ui lên rồi mọi người ơi. Lên đây thì mình thấy cái gì, hai cái bảng. Nói chung mình không biết chữ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái cửa mini hả? Ok, đi xếp xếp vô. Ui xịn nha, xịn nha. Ủa cái gì đây? Cái tivi nè. Ủa cái tivi nè mọi người. Nè, sao cái đầu tôi lùn quá? Ôi lùn quá. Trời ơi, không được lên tivi mọi người. Ủa cái gì đây? Tôi thấy ông đây, ông đi ra ngoài đây luôn. Úi trời ơi, giật ca mình. Rồi, đi lên các bạn. Ủa cái gì đây? Vượt. Vượt chướng ngại hoặc nè mọi người. Quốc trước ngay hoặc phiên bản Alex sẽ được tay bảo rồi. Tôi nói vừa bừa hình như là cái này là vượt trước ngay hoặc nha mọi người. Mình không được đụng vô mấy cái nhúng nhúng này nha các bạn. Đụng vô cái mấy nhúng nhúng là mình sẽ đi lại từ đầu. Cái gì vậy? Cái cây làm mất cái hôn. Giờ đây cục mũ đỏ đây để mình di vô thôi nha các bạn. Ok. Giật ca mình mấy lần rồi nha. Trời ơi là trời. Chủ nhà này xây có vẻ là cũng hơi ác một chút xíu nhưng mà không sao. Căn nhà này quá xịn các bạn. Đúng đúng. Đi vô đây hả? Ủa là mình qua được một lần rồi, một ải hả? Thế là mình đã qua được một đoạn rồi các bạn ơi. Ui. Đoạn này sao? Nice. À đoạn này đi qua đây. À đi bên này. Ủa cái gì đây? Máy cưa ở đó. Cái hàng rào điện các bạn. Trời ơi mình tưởng cái gì đó nó mới lắm. Ai ngờ chỉ là một cái hàng rào điện. Nhưng mà bà chủ nhà này xây nó sáng tạo quá, nó chịt quá mọi người ạ. À. Lên trước mọi người ạ. À. Ui không biết có cái điều gì bất ngờ ở phía trước rồi mọi người ạ. À. Bên đây là các anh chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát luôn. Ủa sao cái cổng bự dữ? Ở đâu? À đây là cái cổng bình, đây là cái hàng rào bình thường mà chủ nhà xây theo kiểu kia nó nhìn nên là mình nhìn thấy nó bự các bạn. Ô, qua được cái ải tiếp theo rồi các bạn ơi. Ải này là ải nào vậy đây? Qua bên đây hả? Ủa, ôi. Bên đây là lớp học nè. Ô. Ô chủ nhà này xây nó kiểu như nó ảo ma nhờ. Đến qua đây mọi người. Ô cái gì đây? Làm sao? Bên kia vẫn con đường kìa. Vẫn con đường nha. Ơi có giường, có qua đây được nè. Rồi mình qua được rồi các bạn. Mình qua được rồi mọi người. Bên đây là phòng chế tạo nè. Rồi cái gì đây? Gì vậy? Mê cung tàng hình hả? Để mình đi vô thử nha các bạn. Ok. Rồi. Đi. Đi. Đi qua. Ủa sao nó không đi được? Không đi được các bạn ơi. Từ, mình thấy một cái dấu vết gì đây nó bị hở nha. Nếu mà cái bức tường này từ tóc nhảy vào đây. Mình đứng lên cái bảng này nó cao nè. Ô. Ôi mình lên được đây nè mọi người. Ô mình biết rồi. Mình thấy nó nghi rồi. Qua nha mọi người. Thế là mình đã qua được cái ải mê cung nha mọi người. Không biết đi ngược lại kiểu gì nữa. Xong rồi mà để mình mở khó để cho nó khó hơn chút xíu. Rồi. Thế là mình đã qua được cái đoạn. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì đây? Hình như vậy anh nhảy đây hả? Từ, đỡ mình đi xuống coi. Đi cái bảng này nó ghi vậy nè, đỡ mình đi xuống coi. Từ, không hiểu. Vậy đỡ mình nhảy lên lại cái chỗ tảng băng này nha mọi người. Hình như là đi trên tảng băng này các bạn. Mày xây đẹp quá. Xây kiểu này là chấm cho 100 sao, được 100 điểm luôn các bạn ạ. Xây này quá đẹp quá khủng khiếp. Cái gì đây? Ui, cẩn thận không đâu là trượt chân té. Ủa cái gì vậy? Sao cái con đường nó dài thế? Rất là nhiều cái trò chơi nó lạ cực kỳ mà chủ nhà sáng tạo ra mọi người, hay thật sự luôn mọi người. Rất là xịn luôn. Nên thử một lần, các bạn muốn thử các bạn nên thử một lần, nó rất chi là xứng đáng luôn các bạn. Ủa cái gì? Sao bay vô cái cơ mở con cái xấu rồi. Ui cái gì đây? Wow. Ui. Cho đi xịn nha, cho đi xịn nha. Thấy căn nhà này nó bắt đầu là xịn rồi đấy. Wow. Ui. Lần đầu tiên mình thấy cái căn nhà này nó ảo quá. Kana Shizuka luôn mọi người. Căn nhà này nó quá bé cháy bò chẹt mọi người ơi. Trời ơi. Quá là đỉnh cao luôn.
Nhìn cái này tôi nhìn ngang này giống như là một cái gì á, giống như là cái gì nó siêu to khổng lồ á mọi người. Lại bảo lại tiếp tục lòng tiếp. Quá là xịn luôn nha. Quá đẹp, xuất sắc, trên xuất xuất sắc, quá là đẹp, quá là cháy. Những căn nhà này xứng đáng được 100 tỷ sao nè. 100 tỷ sao là hơi quá đáng, cũng hơi lố ha. Cũng hơi lố, cũng hơi bị ố gì. Để mình đi vô nha mọi người, để mình đi thử. Ê được này các bạn. Ê được này, đi lên cần gì đi ở trên trên mỗi chân. Trời ơi, đi đường dưới đẹp rồi, được rồi. Nhưng mà đi dưới nó không được chân thật, nhưng mà đi như này là vẫn ok rồi, hoàn thành rồi. Xong mình đi đây. Ê hay chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Giờ sao? À, ok, nhảy lên đây. Rồi, nhảy xuống đây. Wow, wow, wow. Wow, toàn là những cái cách xây chủ nhà nó cực kỳ lạ luôn các bạn. Mình chưa bao giờ tìm tới luôn mọi người. Mình chưa bao giờ nhìn thấy luôn các bạn ạ. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái căn nhà này như bao giờ luôn. Chưa bao giờ là chưa bao giờ. Quá là hay luôn. Ủa sao rồi kẹt luôn hả? Chưa hiểu lắm, chưa hiểu cái chỗ này lắm. Chưa không hiểu nhờ, khó nhờ. Khó vậy ta. Để mình đọc mấy cái mail. Để mình đọc mấy cái mật khẩu này coi. Mấy cái mẻ này coi. Tầm vóc nhỏ, mở cửa, nhập đóng cửa, nhảy ba. Là sao? Mình hiểu thôi. Vóc nhỏ, chỉnh nhân vật nhỏ nha các bạn. Mình lên nha mọi người, xong rồi đóng nhỏ nè, đóng cửa nè, xong rồi nhảy nè. Ê, ở đâu? Đây, để mình làm lại cho các bạn xem nha. Đầu tiên là chủ nhà kêu vóc dáng nhỏ, xong rồi đứng vô đây, xong rồi đóng cửa. Xong rồi nhảy. Đó, xong rồi nhảy. Quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Cái chủ này cực kỳ là xứng đáng. Để mình làm lại cho mẫu cho bạn xem. Cái này là phải có cái mật khẩu các bạn, có cái mẹo của nhà này. Cái chủ nhà này là EV 1 tỷ rồi. Trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ nhảy lại làm lại cho bạn xem nha. Khúc này phê quá, khúc này là đỉnh quá mọi người. Chắc mình phải làm theo để mọi người biết xem. Đó, nhảy nè. Đu, thấy chưa? Nhảy nè. Quá tuyệt vời, xứng đáng được triệu sao, xứng đáng được 1 triệu sao, ok không nói nhiều, get go. Nhà đẹp quá tuyệt vời. Này sao, có cái gì vậy, có cái bùng que gì đây, à là sao, nhảy vào đây hả, nhảy vào đây, trời, nhảy vào đây, xong rồi nhảy vào đây, ui, toàn là những cái mẹo, những cái trò chơi mà mình chưa bao giờ trải nghiệm luôn rồi, đúng, cực kỳ, cái gì vậy, sao, chỗ này nhảy cho sao. Nhảy lên. Ôi, đúng rồi. Bạn ơi. Nè, mình chỉ nha. Nhảy lên. À, mình nói tiếng Việt đâu hiểu đâu. Lên, rồi, tới rồi các bạn. Wow. Nó phê lắm các bạn. Wow. Phê quá. Căn nhà này đảm bảo cực kỳ là xứng đáng cực kỳ là xứng luôn. Rồi cái gì đây? Mấy ép con người hả? Ôi trời ơi. Ơi uy quá đi chủ nhà ơi, đẹp quá chủ nhà ơi, xịn quá chủ nhà ơi. Quá là tuyệt vời. Yeah, không thế nha. Yeah. Giờ sao? Ê. Đây là phải làm sao đây? À, ủa cái gì đây? Ê mình thấy cái gì nó ảo me lắm mọi người. Đây này. Đây. Đưa lên không trung nè. Block tàng hình chủ nhà ơi. Block tàng hình ở đâu vậy? Làm sao để có những cái block tàng hình như này vậy? Hay dữ. Đúng là cái chủ nhà này sáng tạo phải gọi là cực kỳ là sáng sáng con nhà bà nó tạo luôn mọi người. Come on đi. Block tàng hình này. Xịn chưa. Ơi, ok. Ô. Ảo vậy? Gì vậy? Tôi. Gì ảo mấy cái đây siêu keo lên bóng me vậy? Tôi vô lại coi. Đây. Wow. Xuất sắc. Một cái chỗ mà làm không thể nào mà giải thích được cái bí ẩn cái căn nhà này nó như thế nào đâu. Tôi quái một cái lại tôi. Cảm động mọi người, mình nãy mình xúc động, mình chảy nước mũi luôn các bạn. Không phải, quá là tuyệt vời luôn. Con nhà này quá là tuyệt vời. Đợi, quên chưa? Để mình coi cái bản dịch. Để coi cái mật khẩu để mà qua cái ải này là như thế nào. Đây, chuẩn bị này mọi người, chuẩn bị có cách đâu. Ha. Sắp vô rồi. Hình như chỗ này nó có một cái mèo này nè. Đấy. Quá tuyệt vời. Nãy giờ đáp án đó là con tàu. Mà nãy giờ mình tìm đâu từ lưa học me học dê bảo sao nó không được. Mà mình nói thiệt nha, cái bạn chủ nhà này xứng đáng được 1 tỷ sao.
Xứng đáng luôn. Đúng đúng. Xứng đáng luôn, IQ cực kỳ canh luôn. Cái này đi sao đây? Bờ lóc gì vậy? Đây 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 đây. Đấy. Thấy chưa? Hay quá chủ nhà ơi, quá tuyệt vời. Đó, à, nó có một cái cột này nè. Cái cột này mọi người. À, cái chỗ cái bánh này nè là nó cái block tàng hình đó mọi người. Hay quá chủ nhà ơi, quá tuyệt vời, good job. Mà trước tiên là mình phải quan sát được cái chủ nhà này để xem cái gì. À. Ở dưới đây nó có một cái gì nè mọi người. Ở dưới đây nó có một cái gì vậy? Chủ nhà ơi, hay quá chủ nhà ơi. Ai quy chủ nhà chắc là thuộc thuộc dạng thế giới rồi, top thế giới rồi nha. Ôi, quả táo này chắc chắn luôn. Chắc chắn nó sẽ đẩy mình xuống. Hay là mình chỉnh như mặt lùn nhờ. Để mình chỉnh như mặt lùn, trời ơi kìa. Lùn lùn lùn. Đúng rồi. Sắp được rồi. Đúng. Ủa sao nó nhò lên lại được rồi. Rồi. Wow. Ôi giời ơi, chủ nhà ơi, tuyệt vời chủ nhà ơi. Hay lắm. Cuối cùng thì mình cũng để giải mẻ được cái app này rồi, lột cái mang rồi mọi người. Tiếp theo là cái nào đây? Cái gì đây? Cái gì nè mọi người? Đến quen coi, cái bảng thì nó không cái gì hết. Trời, cái gì ghế nhiều thứ à. Đi vô trong đây, xong rồi sao nữa? Xong rồi sao ta? Xong rồi đi vô đây hả? Xong rồi sao nữa? À. Mọi người ơi, cái này là điểm đích mọi người. Wow. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành một cái căn nhà cực kỳ là xứng đáng 1 tỷ sao? Cuối cùng thì mình cũng đã xúc động quá các bạn. Mình nói thiệt luôn, mình xúc con bè nó động luôn các bạn. Xúc động luôn, cực kỳ luôn, thì cảm động cái căn nhà này. Căn nhà này xứng đáng luôn, quá là xứng đáng. Không xứng đáng thôi, con chó chủa ở đâu coi vậy mày xem. Căn nhà này có cho phép đi ngược lại luôn nè. Căn nhà này có cách có thể là giúp các bạn đi ngược lại luôn, cũng bắt cua ngược lại luôn các bạn ơi, cũng chơi ngược lại luôn. Mình nghĩ là đi ngược nó sẽ dễ hơn một chút xíu. Ok. Như các bạn ơi, thế là mình ngày hôm nay là mình để trải nghiệm một cái ngôi nhà. Tính ra đây là ngày hôm nay là chỉ mình dành riêng cho ngôi nhà này luôn rồi. Bởi vì cái ngôi nhà này xứng đáng luôn các bạn ơi. Mình trước giờ mình chưa, do không biết các bạn như nào, do mình từ trước tới giờ mình chưa gặp cái ngôi nhà nào mà nó như thế này cả. Đấy. Cho nên là mình thấy nó hơi lẹ và rất chi là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thì chắc bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này các bạn nha. Thì nếu các bạn là đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye mọi người, hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.